Xin kính chào tất cả quý phụ huynh, các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào tiết 2, bài 24 ở trong quyển vở bài tập toán lớp 2, bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Bài số 1 yêu cầu các em tính. Thì khi mà các em có một cái biểu thức có hai phép tính là phép cộng và phép trừ, thì các em thực hiện các phép toán theo thứ tự từ trái sang phải. Phép toán nào trước thì em thực hiện trước. Như vậy ở đây cái phép cộng đang đứng trước thì các em thực hiện phép cộng trước này. Các em sẽ đặt theo hàng dọc là lấy 25 cộng 65 này. Ta có 5 cộng 5 bằng 10, biết không nhớ 1, 6 cộng 2 bằng 8, nhớ 1 bằng 9, kết quả bằng 90. Sau khi các em tính được kết quả của phép cộng đầu tiên, các em lấy kết quả này, các em trừ đi 40 thì sẽ ra được kết quả. Như vậy các bạn lấy 90 trừ đi 40 để ra được kết quả cuối cùng. Ta có 0 trừ đi 0 thì bằng 0, 9 trừ đi 4 bằng 5. Như vậy kết quả cuối cùng của chúng ta ở đây sẽ bằng 50. Như vậy các em sẽ điền số 50 vào đây. Sang ý thứ hai, các em có thể nhẩm nhé. Ta có cái phép trừ là 100 trừ đi 50 rồi trừ tiếp đi 25. Ở đây chúng ta có hai phép trừ, thì cái phép trừ nào đứng trước thì các em thực hiện trước. Như vậy các em lấy 100, các em trừ đi 50. 100 trừ đi 50 thì bằng 50. Sau đó lấy 50, kết quả 50, các em trừ tiếp đi 25 thì kết quả chúng ta bằng 25. Nếu bạn nào không nhẩm được thì các em sẽ đặt tính theo hàng dọc để các em làm. Sang bài tập số 2. Bạn nào chưa xong bài tập số 1, các em dừng lại tiếp tục làm cho xong bài tập số 1. Bài số 2 như sau, viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Chuồn chuồn bay theo hướng sợi dây dưới đây xuất phát từ mũi tên. Như vậy chuồn chuồn sẽ bay như thế này. Đây, sẽ bay. Đấy, bay qua bông hoa số 19 rồi đến bông hoa 61, đến bông hoa số 7. Và đi đến cái chỗ bông hoa súng hay bông hoa sen này đây. Đúng không? Chúng ta có câu A này. Chuồn chuồn sẽ gặp bông hoa đầu tiên ghi số bao nhiêu? Như vậy sẽ gặp bông hoa đầu tiên đây. Đây chuồn chuồn bay đúng không? Như vậy gặp bông hoa đầu tiên thì nó sẽ ghi số 19. Như vậy các bạn sẽ ghi số 19 vào. Và gặp bông hoa sau cùng ghi số. Như vậy ở đây gặp ba bông hoa nhé. Còn cái này là chúng ta thấy là có một cái cây. Cây và bông hoa xuống đúng không? Như vậy cái bông hoa sau cùng, đây là các bông hoa mà con chuồn chuồn này gặp trên đường đi này. Đấy, gặp bông hoa đầu tiên thì ghi số 19 này, gặp bông hoa thứ hai ghi số 61 này, gặp bông hoa số 3 là ghi số 7 này, sau đó thì mới đến là cái cây hoa súng này. Đấy, như vậy bông hoa thứ 3, bông hoa và gặp bông hoa sau cùng ghi số trong số những cái bông hoa có ghi số ở đây này. Chúng ta có 3 bông hoa ghi số này, bông hoa thứ nhất, bông hoa thứ hai, bông hoa thứ ba. Chúng ta không tính cái bông này nhé, bởi vì bông này không ghi số các bạn. Như vậy chúng ta sẽ thấy là bông hoa đầu tiên ghi số 19, bông hoa cuối cùng ghi số 7. Đấy, ghi số 7. Bạn nào lại bảo là bông hoa cuối cùng là bông hoa này. Nhưng mà ở trên bông hoa này thì không có ghi số các bạn. Mà chúng ta nhìn đây thì nếu như mà người ta trong đề người ta mà nói thì đây chắc là người ta sẽ nói là cây hoa súng đấy. Được không? Đấy, có cây và hoa súng này. Còn các bông hoa nó gặp là các bông hoa này. Tính tổng các số ghi trên 3 bông hoa mà chuồn chuồn đã gặp. Như vậy chuồn chuồn đã gặp 3 bông hoa là bông hoa 19, bông hoa 61 và bông hoa số 7. Như vậy chúng ta sẽ tính tổng. Các em sẽ lấy 19 này, các em cộng với 61 này, rồi cộng thêm 7 nữa. Ở đây là có hai phép cộng thì các em thực hiện từ trái sang phải. Thực hiện phép cộng đầu tiên trước. Các em có thể đặt tính theo hàng dọc. Hoặc bạn nào tính nhẩm được thì chúng ta tính nhẩm luôn đúng không nào? Ta có 9 cộng 1 bằng 10, biết không nhớ 1 này. 6 cộng 1 bằng 7, nhớ 1 bằng 8. Như vậy kết quả này bằng 80. 80. Sau đó các bạn lấy 80, các em cộng thêm 7 nữa thì bằng 87. Như vậy tổng
số tính tổng các số bông hoa, tính tổng các số trên 3 bông hoa mà bông chuồn chuồn đã gặp thì tổng này sẽ là bằng 87. Ta có 19 này cộng với 61 này cộng với 7 này bằng 87. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 2. Những bạn nào mà chưa làm xong thì các em dừng một chút để tiếp tục làm cho xong. Tiếp tục cô chuyển sang bài tập số 3. Một cửa hàng buổi sáng bán được 52 lít nước mắm, buổi chiều bán được 43 lít nước mắm. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu lít nước mắm? Như vậy muốn biết là cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu thì các em sẽ lấy số lít nước mắm buổi sáng bán được, các em cộng với số lít nước mắm mà buổi chiều bán được. Như vậy ở đây thì các bạn sẽ lấy là chúng ta sẽ lấy 52 các em cộng với 43. Như vậy ở đây các bạn lấy 52 cộng với 43 thì chúng ta sẽ ra được kết quả nhé. Vậy ta sẽ có như sau, cả hai buổi cửa hàng bán được số lít nước mắm là 2 buổi cửa hàng bán được số lít nước mắm là, các em sẽ lấy số lít của buổi sáng, các em cộng với số lít mắm bán được buổi chiều. Như vậy chúng ta có phép toán là 52 cộng với 43, kết quả chúng ta bằng 95 lít. Đáp số lít nước mắm. Như thế là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được thêm bài tập số 3. Những bạn nào mà chưa làm xong, các em dừng một chút để tiếp tục làm cho xong. Cô và các em bây giờ chuyển sang bài tiếp theo là bài tập số 4. Bài tập số 4 như sau. Viết chữ số thích hợp vào chỗ chấm. Chúng ta có 70 trừ đi 29 thì lớn hơn 4 và bao nhiêu? 4 chấm 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 40 mấy đấy. Như vậy để biết được là lớn hơn 4 bao nhiêu thì các em sẽ phải tính kết quả của cái phép tính này trước. Các em có thể đặt tính theo hàng dọc. Chúng ta có 70 trừ đi 29 này. 0 này không trừ được 9, các em mượn một trục phía trước, các em lấy 10 trừ đi 9 bằng 1. Trả 1 sang đây, 2 nhớ 1 nữa bằng 3, 7 trừ 3 bằng 4. Như vậy, cái này, kết quả này sẽ bằng 41. Như vậy các bạn lấy bút chì nhé, các em viết số 41 vào đây. Lấy bút chì các em viết vào, sau đó thì lát nữa chúng ta tẩy đi. Như vậy số 41 thì lớn hơn 4 và bao nhiêu? Như vậy thì số 41 phải lớn hơn số 40, các em sẽ điền số 40. Kem bên này thì kem cũng làm tương tự, kem tính kết quả của cái phép trừ này trước. Ta có 81 trừ đi 23. 81 này trừ đi 23. 1 không trừ được cho 3, kem mượn một chục phía trước. Một chục cộng với 1 thì bằng 11. 11 trừ đi 3 thì bằng 8. Mượn thì nhớ trả 1 sang đây. 2 nhớ 1 bằng 3, 8 trừ đi 3 bằng 5. Như vậy đây bằng 58. Các em lấy bút chì các em ghi vào nhé. Rồi lát nữa các em tẩy toàn bộ phần bút chì này đi. Như vậy số 58 thì nhỏ hơn số 50 mấy. Thì ta có 58 thì lại nhỏ hơn số 59. Như vậy ở đây các bạn điền cho cô số 9. Như thế là chúng ta đã vừa đi xong được thêm hai bài tập số 3 và số 4.
Những bạn nào mà chưa xong, Ken tiếp tục dừng làm cho xong. Tiếp theo, cô và các em sẽ chuyển sang bài tập số 5. Viết tiếp vào chỗ chấm thích hợp. Từ 6 số 30, 52, 18, 5, 25, 34, chúng ta lập được các phép trừ là kem lấy này, 30 trừ đi 5 thì bằng 25. Như vậy chúng ta sẽ lập các cái phép trừ mà có số bị trừ, số trừ và hiệu đều là các cái số này. Tiếp theo, ví dụ cô lấy 52. 52 cô trừ đi 18 thì sẽ bằng 34. 52 trừ đi 18 bằng 34. Như vậy phép tính tiếp theo là 52 này. Đây chúng ta sẽ lập các cái phép toán mà cả ba số, số bị trừ, số trừ và hiệu đều là các cái số đã cho này nhá. Đấy. Như vậy đầu tiên lấy này, 20 30 này. Trừ đi 5 này thì bằng 25 này. Tiếp theo là cô lấy là 52 này. Cô trừ đi 18 này thì bằng 34 này. Cô có thể lấy là gì? À, đây là 30 trừ đi 5 bằng 25 thì cô có thể lấy là 30. Cô trừ đi 25 thì bằng 5. Được không? Được đúng không? 30 trừ 5 bằng 25 hoặc là cô lấy 30 trừ 25 bằng 5 cũng được. 58 à 52 trừ đi 18 bằng 34 hoặc bạn nào lấy kết quả lấy cái phép tính là 52 trừ đi 34 để bằng 18 thì cũng được. Được không? Chúng ta xem thử hết chưa nhá? Như vậy chúng ta lập được 4 cái phép tính như thế này đấy các em. Những bạn nào mà chưa làm xong thì các em hãy dừng lại tiếp tục làm cho xong. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí ở trên kênh thì các em hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông. Các em có thể giới thiệu các bạn, các em vào cùng xem kênh của cô để ủng hộ cho cô các bạn nhé. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các video học tiếp theo.